Tâm sự của bố mẹ Đoàn Văn Hậu sau khi con trai lập cú đúp tại chung kết SEA Game 30. Sau nhiều năm chờ đợi, tối mùng 10 tháng 12, U22 Việt Nam đã hiện thực hóa giấc mơ vàng SEA Game khi giành chiến thắng với tỷ số đầy thuyết phục 3-0 trước U22 Indonesia trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Game 30 trên đất Philippines. Đóng góp công lớn vào chiến thắng của U22 Việt Nam là cú đúp của cầu thủ Đoàn Văn Hậu quê Thái Bình. Sau khi trận đấu kết thúc, trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Quốc Thắng, bố Văn Hậu cho biết: "Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, bản thân ông cùng hàng triệu người hâm mộ trên cả nước vô cùng vui sướng khi U22 Việt Nam giành chức vô địch." Ông Thắng nói rằng: "Các cầu thủ của đội U22 Việt Nam thi đấu trận chung kết quá xuất sắc." bản thân ông không mấy bất ngờ trước chiến thắng của đội nhà bởi ông tin rằng Việt Nam sẽ giành chiến thắng nhưng không nghĩ lại thắng đậm với tỷ số cách biệt ba bàn như vậy. Việc Văn Hậu góp công lớn ghi được hai bàn thắng trong trận đấu là một điều quá tuyệt vời và ông thắng không mong gì hơn nữa. Mong muốn lớn nhất của ông sau chiến thắng của U22 Việt Nam là khi gặp con trai sẽ được ôm chầm lấy con. Ông chia sẻ, dự định sắp tới của gia đình khi Văn Hậu sang Hà Lan thi đấu là mọi người sẽ sắp xếp công việc để sang thăm vào thời gian sớm nhất. Trong khi đó, bà Vũ Thị Nụ, mẹ của Văn Hậu cho biết mong con giữ gìn sức khỏe và gia đình sớm được gặp Văn Hậu. Chuyện buồn gia đình giấu Văn Hậu trước trận chung kết SEA Games 30 Trận chung kết tranh huy chương vàng SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia tối 13 tháng 12 diễn ra lúc 7 giờ tối. Từ 3 giờ chiều, tinh thần cổ vũ sôi sục diễn ra khắp mọi nơi. Gia đình thủ môn Văn Toàn, cầu thủ Hà Đức Trinh Tổ chức nấu cỗ mời khách khứa xem bóng đá ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam. Tuy vậy, tại nhà cầu thủ Đoàn Văn Hậu sinh năm 1999 ở xã Hùng Minh, Hưng Hà, Thái Bình không gian vắng vẻ, điều hưu hơn. Ông Đoàn Quốc Thắng sinh năm 1968, bố Văn Hậu cho biết, gia đình có đám tang nên mọi người tập trung lao liệu. Theo ông Thắng, người mất là anh họ của cầu thủ Văn Hậu. Anh họ Văn Hậu mất lúc 10 giờ sáng nay. Gia đình tôi không mở tiệc cổ vũ bóng đá rình rang như mọi khi, cũng không thông báo cho Văn Hậu biết vì sợ con ảnh hưởng tâm lý. Ông thắng cho biết như vậy. Bận rộn bên nhà đám nhưng thời điểm bắt đầu diễn ra trận chung kết, ai đến nhà xem bóng đá, gia đình cầu thủ Văn Hậu vẫn bố trí người tiếp đón có chén trà, cốc bia mời mọi người. Ông thắng cũng cho biết thêm, Văn Hậu có gọi điện về nhà với tâm trạng khá thoải mái, tự tin. Con nói sẽ cùng đồng đội chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, giành huy chương quý giá cho Việt Nam. Tôi chỉ biết động viên con, còn trận cuối cùng con cố gắng giữ tinh thần lạc quan, ổn định phong độ. Bạn gái nóng bỏng sang Philippines cổ vũ, đoàn văn hậu ghi bàn vào lưới Indonesia. Được tiếp lửa từ cô bạn gái Hoàng Anh trên khán đài, Văn Hậu đã tỏa sáng với bàn thắng mở tỷ số ở trận chung kết SEA Games 30 vào lưới Indonesia. Chia sẻ trên trang cá nhân, Hoàng Anh, biệt danh là Hoàng Anh Ốc, bạn gái của đoàn văn hậu cho biết đã di chuyển sang thủ đô Philippines, Manila để cổ vũ cho bạn trai và U22 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 30. Ở những trận đấu trước đó, cô không có nhiều cơ hội cổ vũ trực tiếp bạn trai tại Philippines. Dưới sân, Văn Hậu vẫn chắc suất đá chính trước U22 Indonesia. Trận đấu này, anh chơi vị trí hậu vệ cánh trái, thay đồng đội thanh thịnh dính chấn thương được tiếp lửa từ cô bạn gái xinh đẹp trên khán đài, Văn Hậu thậm chí còn đã tỏa sáng với pha làm bàn vào lưới Indonesia. Phút thứ 38, U22 Việt Nam được hưởng quả đá phạt đền từ bên cánh trái, Đỗ Hùng Dũng treo bóng, cả Tiến Linh và Văn Hậu cùng nhảy lên, nhưng hậu vệ trái của chúng ta đã kịp đánh đầu tung lưới đối thủ. Bàn thắng của Văn Hậu đã giúp U22 Việt Nam tạo nên lợi thế cực lớn sau khi kết thúc 45 phút đầu tiên của trận chung kết.